Ngày giải phóng Sài Gòn mẹ có lên thăm, anh hỏi tin quê nhà bạn mạnh giỏi cà chó sủa luôn rồi. Còn một người sao có người, anh nhìn mẹ rồi mỉm cười không nói. Quá trời gan tiếng quá. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ken Mi Vlog của mình nha. Lời đầu tiên xin chúc sức khỏe tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay mình tiếp tục up thêm một video nói về cây lưỡi hổ nha. Đây là hình ảnh những cây lưỡi hổ của nhà mình đang nở bông gắt gộ nha. Nở bông đúng dịp Tết và kéo dài cho đến gần tháng Giêng cho đến ngày hôm nay luôn nha. Những cái bông mà nó đã nở tung té ra hết thì từ trong Tết nó đã bắt đầu đâm dồi đâm ngồng rồi nha. Và cho đến hôm nay thì nó đã nở túa ra. Ngoài ra thì còn có những cái dồi bông nhỏ nó đang lú. Có nghĩa là khoảng chừng nửa tháng sau nó mới bung nở ra nha, nó mới lú lên khoảng một gang tay. Thì mình xin chia sẻ một ít kiến thức về cây lưỡi hổ nha. Cây lưỡi hổ này tự nhiên mình nhìn đã thấy đẹp rồi, không cần phải có bông nha các bạn. Lá nó bóng bẩy rồi rất đẹp. Và cây lưỡi hổ này mình vô chậu tròn tròn nhỏ nhỏ mình để xin ở trong nhà mình, góc cạnh nào cũng thấy đẹp hết trơn nha các bạn. Để trên bàn khách, để hai bên cổng vào nhà, để hai bên hành góc cầu thang, hoặc là để trong phòng lạnh vẫn được nha. Vậy thì cây lưỡi hổ này tại sao để chỗ nào cũng được? Tại vì cây lưỡi hổ này là nó rất dễ sống nha các bạn. Sức sống của cây lưỡi hổ này rất là mãnh liệt nha. Cỡ nào nó cũng không chết. Các bạn nhổ cây lưỡi hổ lên, đem để đại ở trên một chỗ nào đó trong nhà kho, hoặc là ở nhà sau, hay là ở trong nhà mình, miễn sao các bạn đừng để phơi nắng là được ha. Các bạn để một tháng, nửa tháng hoặc gần một tháng sau, các bạn đem xuống đất trồng lại nó vẫn sống nha. Nó là thuộc loại là giống như là họ măng tây. Nó là thân nước nha. Trong thân nó là toàn là nhiều nước lắm. Cho nên các bạn để trên khô ráo rất lâu nó vẫn không chết nha. Và khi các bạn đem trồng lại thì nó sống, nó phát triển lại bình thường nha. Được biết thì cây lưỡi hổ này nó có nguồn gốc từ ở bên châu Phi. Nó du nhập vào Việt Nam mình cũng rất xa xưa rồi, không biết bao nhiêu, không biết luôn, không biết là bao nhiêu năm luôn. Cái vấn đề mình không biết, nhưng mà mình được biết là cây lưỡi hổ này nó có nguồn gốc từ châu Phi nha. Từ vùng đất khô cằn nóng, cho nên rất dễ hiểu là cây lưỡi hổ này nó rất dễ sống nha. Tại vì nó có xuất xứ từ châu Phi. Cây lưỡi hổ này nó cũng có hai loại nha các bạn. Loại thân cao khoảng 7-8 tấc cho đến một thước, cho đến một, đặc biệt nhà mình đang trồng khoảng 10 chậu cây lưỡi hổ vô chậu, cao tới một thước rưỡi luôn các bạn. Nhưng cây thước rưỡi đó năm nay sao nó không có ra bông, lý do là mình để trong mát quá, nó không ra bông cho nên mình không có quay. Mình đang quay cây lưỡi hổ cao 8 tấc cho đến 1 mét nha. Ngoài ra thì có lưỡi hổ cao hơn một gang tay, cao khoảng gang rưỡi. Cái lưỡi hổ cái lá nó hơi bầu hơn, nhìn nó có vẻ đẹp hơn là cây lưỡi hổ cao này 9-10 thôi. Nói chung là cây cao hay cây lưỡi hổ cao hay cây lưỡi hổ lùn đều vẫn đẹp, đều đẹp ngang nhau nha.
Đó là nói về cái độ cái giống cao và giống lùn, giống lưỡi hổ cao và giống lưỡi hổ lùn. Rồi giống của cây lưỡi hổ có viền màu vàng xung quanh lá như mình đang quay đó, và giống cây lưỡi hổ có lá màu xanh đậm hơn, không có viền nha, không có viền màu vàng, không có viền màu vàng. Đây là mình đang quay cây cây lưỡi hổ có viền màu vàng nha. Một chút xíu khi quay qua cái chậu kia mình sẽ chỉ cho các bạn cây lưỡi hổ màu xanh đậm hơn, nhưng mà nó bị lai nha, nó vẫn sống chung với cái bụi lưỡi hổ có viền màu vàng này luôn, trong cái chậu mút trắng kia kìa. Để chút xíu quay qua rồi mình sẽ lưu ý cho các bạn xem cây lưỡi hổ màu xanh. Các bạn lưu ý ở trong cái bụi này nó có một cái một hai lá cây lưỡi hổ màu xanh không có viền viền màu vàng nha. Đây nè, cái lá nó có một cái lá chính giữa đó không có viền màu vàng đó ha, giống như là nó bị lai, nó chỉ bị lai thôi, thì nó cũng giống như cái giống lưỡi hổ lá màu xanh không có viền vàng vậy, nó cũng giống vậy. Nhưng mà không có viền vàng thì màu xanh nó đậm hơn nha. Nó đậm hơn là màu xanh của cái lá có viền vàng này nha. Đó, ở cái lá này nè. Đó, các bạn thấy nè. Mình đang dạch ra để cho các bạn xem những dồi hoa lưỡi hổ nha. Đây là dồi nó đã nở tung ra rồi. Ngoài ra có những dồi mới lú khoảng một gang tay. Cũng chính vì cây lưỡi hổ rất dễ trồng, rất dễ sống, rất dễ sống, sức sống của nó rất cao, cho nên đây là một giải pháp cho các bạn chọn cây phong thủy đem về nhà trồng nha. Trồng ở trong nhà cũng được, các bạn để trong nhà thì khỏi cần tưới. Khi nào quên nhớ nhớ thì các bạn tưới cho nó một ít nước là nó sẽ sống hoài nha, cứ yên tâm. Nhưng để cây lưỡi hổ ra hoa thì các bạn nên đem ra ngoài nắng trồng. Khi nào nó nở hoa thì các bạn hãy đem vào nhà mình trưng nha. Mùi thơm của cây lưỡi hổ rất nhẹ nhàng. Mình có thể nói là nó ngang ngang với mùi của cây mai chiếu thủy. Và nó thơm nhẹ nhẹ thôi. Thơm rất dễ chịu nha. Rồi sẵn đây mình chia sẻ với các bạn cách mình nhân giống cây lưỡi hổ này luôn. Trồng rất dễ ợt, rất dễ nha. Tách bụi, dùng dao mình sắn xuống, mình tách ra từng tép ra, mình trồng riêng. Đó là cách thứ nhất ha. Các bạn không cần phải e ngại trồng vào ban ngày hay ban đêm gì hết. Giữa trưa nắng các bạn vẫn trồng được, tách được, trồng được ha, vẫn nhân giống được. Không có cần phải sợ trời nắng nha. Rồi cách thứ hai để nhân giống cây lưỡi hổ là mình dùng lá. Giống như nguyên cái lá đó mình cắt ra rồi mình ghim xuống đất dinh dưỡng đó, đất tốt đó, thì mình chịu khó tưới nước hơi nhiều. Cái thời gian đầu khi cây lưỡi hổ ra rễ và nó bắt đầu bén rễ rồi thì mình cứ bình thường trở lại ha. Lâu lâu mình tưới, vài ngày mình tưới một lần thôi. Khi nó bén rễ rồi thì mình không cần phải tưới nhiều như lúc mình mới ghim nha. Rồi, đó là cách thứ hai để nhân giống cây lưỡi hổ. Đây, giống như cây lưỡi hổ này là mình đang nhân, mình mới vừa nhân giống ra, mình vào cái chậu mini để bàn để mình trưng trong nhà cho nó đẹp ha, với cho nó có mùi thơm, với cho nó hên. À quên, nãy giờ mình chưa nói về vấn đề phát tài và phát lộc ha. Thật ra thì cây lưỡi hổ này nó lâu lắm nó mới có bông một lần. Nó không, nó bị lệ thuộc vào
tiết trời khí hậu nha các bạn. Các bạn điều khiển nó khó lắm, khó ra bông lắm. Nếu điều khiển được thì các nhà vườn đã điều khiển được, đã làm cho lửa hậu ra bông, năm nào cũng ra bông, hoặc là ra bông theo ý muốn của nhà vườn để bán cho những người trồng, những người ta tin là cây lưỡi hổ sẽ ra bông là sẽ phát tài đó, thì các nhà vườn sẽ làm cho nó ra bông để bán cho người dân. Thì các nhà vườn làm không được nha các bạn. Mình có một ông bác làm vườn chuyên trồng mai với bông ở Sa Đéc, nói là không trồng cây lưỡi hổ ra bông được nha các bạn, khó trồng lắm. Nó muốn ra thì nó ra, có nghĩa là ý trời, có nghĩa là tiết trời, thời tiết á phù hợp với nó thì nó sẽ ra bông. Còn riêng theo theo mình đó, thì kinh nghiệm của mình thì mình thấy là mùa lạnh, trời lạnh thì cây lưỡi hổ sẽ ra bông nha. Giống như năm Quý Mão này của mình, trong Tết lúc đó là trời rất lạnh và cây lưỡi hổ nhà mình nó ra bông. Từ khi đó mình cũng không có tưới nước gì hết, mình bỏ đại trên sân thượng đó, rồi mình đi công việc của mình thì tới Tết mình lên sân thượng mình chơi, mình nhìn mình thấy ra bông, mình giật mình các bạn, giật mình, tại vì mình bỏ nó mà, bỏ bê đâu có chăm sóc gì đâu mà nó ra bông. Mà mình mới sực nhớ lại là trước Tết đó là tiết trời rất lạnh nha, và đồng thời có mưa nữa, có rất là nhiều cây mưa đổ xuống. Mình nghĩ có nắng, có mưa và có tiết trời lạnh, ba yếu tố đó nó hội nhập lại với nhau, nó làm cho cây lưỡi hổ ra bông các bạn ơi. Đúng vậy, theo mình nghĩ là như vậy. Còn các nhà vườn muốn điều khiển nó thì nó cũng hơi khó ha. Muốn điều khiển trời mưa, trời nắng thì dễ, rồi điều khiển tiết trời lạnh thì khó nha, rất khó. Cho nên các nhà vườn không thể nào làm cho cây lưỡi hổ ra bông theo ý muốn của mình được nha. Còn nói về chuyện tâm linh thì mình cũng có một phần tin tưởng đó các bạn. Nói về phát tài phát lộc, cách đây trước dịch khoảng 4 năm mình có trồng cây lưỡi hổ, nhà mình cũng có bông ha. Lúc đó mình làm ăn ngon lên, và một số người bạn mình cũng kể cho mình nghe về cái chuyện mà cây lưỡi hổ ra hoa đã phát tài đó các bạn. Mình có một người bà con xa, hai vợ chồng rất nghèo ha, không có làm ăn gì hết, có đứa con cũng thất nghiệp, không có làm ăn gì được, nói chung là trong dạng hộ nghèo nha các bạn. Thì năm đó cách cũng mấy năm rồi, thì năm đó là nhà của bác ấy cũng có trồng cây lưỡi hổ nha các bạn, trồng rất nhiều ở trước sân, giống như trồng làm hàng rào luôn vậy. Thì năm đó nhà của bác đó bông lưỡi hổ ra rất nhiều các bạn, mà mình nghĩ nhà của bác rất nghèo, thuộc dạng hộ nghèo, không có công việc ổn định thì làm sao mà phát tài phát lộc gì được các bạn. Vậy mà năm đó đến cuối năm thì không phải trúng số đặc biệt đâu các bạn, được cắt nhà, được nhà nước tặng cho một ngôi nhà tình thương các bạn, cộng với bà con hỗ trợ thêm mấy chục triệu nữa, 40 triệu nữa, với nhà nước cho thêm mấy chục triệu đủ cắt cái ngôi nhà tình thương các bạn. Thì rõ ràng đó, điều đó mình cũng lấy làm cơ sở để mình tin tưởng ha. Nói chung mình tin để mình có động lực để phấn đấu, để chăm chỉ trong công việc làm ăn của mình. Chứ có nhiều bạn comment bình luận nói không chăm chỉ, không làm việc thì làm sao phát tài phát lộc gì được.
Đồng ý. Nhưng mà mình đã trải qua rất nhiều câu chuyện, mà một câu chuyện mình vừa kể với các bạn thì rõ ràng mình thấy là cũng có phần tin tưởng nha. Tùy các bạn thôi, các bạn muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Ok. Thêm một câu chuyện nữa là người bạn mình nuôi tôm ở ngoài Vĩnh Chập nha các bạn. Kỹ sư nuôi tôm. Bạn ấy nuôi là kỹ sư nhưng mà nuôi tôm thắt hoài hả các bạn? Thắt liên tục trong vòng nhiều năm, trong vài năm. Nhưng ngay năm đó nhà của bạn ấy cũng có cây lưỡi hổ ra hoa nha các bạn. Năm đó bạn ấy trúng tôm. Và từ năm đó đổ trở về sau này là trúng tôm hoài luôn các bạn. Nếu mình không tin thì mình cũng phải tin ha. Tại vì mình đã nhìn thấy được những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình và chính trong cuộc đời của mình luôn. Mình phải tin ha các bạn. Còn các bạn nào chưa nhìn thấy thì các bạn có cơ sở để chưa tin. Nhưng đây là lời chia sẻ chân thành để mà gửi đến các bạn. Rồi, video đến đây cũng xin tạm biệt. Chúc mọi người sức khỏe nha, thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh mình để xem những video mới của mình nha các bạn. Ấn vào cái nút chuông, ấn vào cái chuông thông báo khi mình đăng video thì các bạn sẽ nhận được thông báo để xem video mới của mình nha. Rồi, một lần nữa xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là tràn đầy năng lượng và niềm vui. Xin tạm biệt.